Nâng, đã thơm mùi tới. Số bọc. Ok, xin chào tất cả mọi người. Ở đây chúng ta đang ở khu này. Thằng này dương xôn thư ca bằng hành. Vì ở đó biếp nó không ca pra pra nâng là biếp tùm lao. Nâng mình xin inverter, xử lý thơm mấy, xử lý bí bọn mà phầy. Nếu cứ chìa mình xin phương xử lý thơm mấy đã vì bạn áp vọt này bà chạy cao bà chìa này ở đó bọc cầm hơi thơm mấy. Cứ chìa mình xin mối đã xí sang tách. Chìa mà sân phương mối đã xâm lên đồng khăn tạch bấm phót hay từ môn xe hay xâm lên phần phần model này cứ chìa mà đây bay cao vậy à cứ mình cũng làm vắt là hồ tạo bay bọn phèo mấy vắt cứ vắt thông mến tên hay xâm lên đồ biếp nó không ca phá này cứ dương hai thamay không kê thay mà đó hay nâng thưa ca demo bằng hán vì đồ biếp nó không ca phá mà sân nâng vì vô bong bong chìa chăn để có tình vì hàng dương tất quả chè đồ biếp nó không ca đồng làng chẳng chìa từ bố mà sân bao dưỡng mấy sân tay chưa mà sân đài mình biên thì mình sân hay nó mình biên sang thì mình chẳng bao ôn thở tới đấng vì đọc biếp này ca chạm phía hay chạm sang làm bay bị che cả đoàn tí của mình sân tặng con ấy cứ sân tay chưa mà sân thamay không kể thôi sẽ mẹ mà sân đi cứ dưỡng ách phở chứ môi nó mà sân cắt mà sân bốc ở đây con mà sân trẻ đầy mình cầm lăng mà xe rồi con mà xe cả lạc bàn hay anh ấy viên nghi xuống bằng phát cư từ muốn biết xéo hay tụi cư nghi xuống nó đã cút lán vô tên là tên đây sẽ mẹ bong bong đầy miên ở drone và bong bong này mình lựa drone nó cứ có bị bạ trên kết cứ drone off mall đang tạm rồi chẳng bong bong này lựa drone nó đại quạt drone là thông thông đại đại bạ chi ấy nó cứ còn mà tên mà dân ấy cứ giờ ta xạ mall drone bạc quạt anh nó có ai xạ bàn đây chẳng xem đẹp video online ấy cứ dùng nó bằng hai vì đặc biệt nó không cả chạm thế cả đôi chỉ cả chạm sang hay dùng phải che vì dòng máy dùng thời dòng máy ta lấy từ bóng dùng chạm thế mà dân chỗ dùng ba xe hay chụp hình bao viên mất là bây dùng chạm thế thì mình sân bao biết cứ dương chạm đôi chia mà sân mà tô bao dương chẳng hay anh ấy cứ mà sân thay chứ nhưng phải lấy sai tức là lò nè mà lấy hai dương phải sân mẹ mà sân chạm cha và ta để lấy sân mẹ mà sân thay chứ nhưng phải lấy sai anh ấy dương chạm thì bao viết chỗ đi hay sân mẹ chụp nó bao viết cứ cả là lít sân mẹ cho nó bao dương vậy vì lít đến cứ cả là lít sân mẹ cho nó bao viết chẳng dương phải không mấy tới lấy sai tới buồn ấy cứ chỉ mà sân thay nè là dương chạm cả là lít chỗ thì mà sân bao dữ hay xem sang bao viết mà đây sờ mà lít rồi mà đây sờ viết buôn lít xem mà đây sờ bao viết hay anh ấy dương khơi mà sân ít cứ tụt hay xem lên đồng khán cứ tích bằng phật hay bao bọn ai prai chỉ mỗi đồng sân cắt mà sân bốc lực lên thì pop sát cứ phật ba này phục pop sát xịt khàng hay xem mỗi đồng xạ drone xạ thamo drone ba chỉ cả sạc máy nó cứ phở bàn hay mỗi bên tiếp cứ dùng phẩm sân chạy tụt tua thằng hai lần pull cứ mà em hay xem em pull phở bàn đó tới đập đập pull lấy anh ấy hay phở anh ấy cứ lo mình tên xem bom bom đến nơi จะกาหรือก็บอมบอลในนู้นบริเวณเดียร์ซาดักเพลิงคือมีอันนี้มุ้ยคืองี้สูงอันนี้ยังไอ้เผอบ้านตู้ตะกอมุ้ยก็ยังไอ้เผอบ้านได้คืองี้สูงละไว้ได้เป็นสักคือวิตุกระปัวบอเวียตรำแต่บุญตักเต้ให้สมัยปัดดอยบอเวียตรำแต่เป็นมวยตักเต้ให้ตรงนู้นบอเวียมาโน้ตไอ้ตรงนู้นเวียมาโกลตรงนู้นบอเวียคือมาเพย์กับโหลนะสมัยตรงนู้นบอเวียวิสูงละคูลานได้ใส่ใส่กับเลือกบ้านได้อันนี้คือคุ้มคุ้มในนู้นจมูกยงกวาดจีเนรีนก็กวาดเลือกบ้านในเลือกบ้านอย่
ម្រាប់ម៉ាស៊ីន inverter នេះគឺវាខុសពីម៉ាស៊ីនដែលយើងឃើញកន្លងមកពីព្រោះម៉ាស៊ីនដែលយើងឃើញលក្ខណៈប្រពៃនេះដែលមានជាយូរមកហើយហ្នឹងគឺទី1វាស៊ីសាំងទី2គឺសម្លេងរំខានវាខ្លាំងទី3គឺវាធ្ងន់វាធំសម្ពីសម្ពោសម្រាប់អានេះគឺសម្លេងរំខានតិចហើយស៊ីសាំងតិចពីព្រោះមករេសវ៉ាត់របស់វាតែ4លីត្រទេហើយកម្លាំងរបស់វារហូតដល់3500វ៉ាត់ស្មើនឹង3 kPa ដែលទំហំវាតូចស្រាលហើយបងប្អូនស្រួលចល័តទីតាំងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងបើកស្ទះនេះគឺយើងចាក់ប្រេងយើងប្រើ Cosmic Laser ទៅព្រោះម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនថ្មីអញ្ចឹងយើងប្រើ Cosmic Laser ទៅហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាវិញគឺតម្លៃ550សម្រាប់3 kPa ហើយ2 kPa យើងអស់ណាអូន2 kPa តម្លៃ450ណា2 kPa តម្លៃ450 3 kPa តម្លៃ550ជាមួយនឹង4 kPa តម្លៃរបស់វាគឺ850អានេះយើងបើកស្ទះនេះមកក៏យើងចាក់ប្រេងចូលហើយបន្ទាប់មកយើងបិទវិញទៅអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ demo មួយមួយឲ្យបងប្អូនមើលហើយខាងលើគឺយើងចាក់សាំងនេះយើងចាក់សាំងចូលអានេះយើងចាក់តាកន្លះលីត្រទេព្រោះយើងធ្វើការ demo អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវចាក់ច្រើនទេព្រោះពេលដែលយើង demo ហើយយើងត្រូវចាក់សាំងចេញវិញព្រោះនេះគឺសិតតែជាម៉ាស៊ីនថ្មីអរយើងล็อกយើងកាច់វាមកអសអอฟណាកាច់មកខាងឆ្វេងយើងមួនមកអាពណ៌ក្រហមបតុងពណ៌ក្រហមនោះយើងកាច់មកខាងឆ្វេងមកគឺវាล็อกហើយបានចាក់សោហើយចង់និយាយថាម៉េចអូនយើងកាច់មកបាត់ដល់តែតែ
អូអញ្ចឹងយើងយើងសុំបង្ហាញកន្លែងនេះបន្តិចចំណុចសំខាន់កន្លែងនេះនៅពេលដែលបងប្អូនកាច់មកអសអ off ចេះមានន័យថាសាំងវាចូលបេនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបងប្អូនកាច់ off មានន័យថាវាបិឆេះអស់តាសាំងនៅក្នុងបេនវាគឺមិនសិននោះលុតដល់ស្វ័យប្រវត្តិលេខមានសាំងចេញពីរៃសវ័តចូលទៅបេនសាំងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនកាច់ on ចេះមានន័យថាបងប្អូនឲ្យសាំងចេញពីរៃសវ័តហ្នឹងទៅបេនសាំងអញ្ចឹងវាឆេះរហូតតាសាំងក្នុងរៃសវ័តអស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងផងចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាបើសិនជាបងប្អូនកាច់ on ចេះមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនសាំងនៅក្នុងបេនសាំងរបស់វាអស់គឺវាអាចឲ្យសាំងក្នុងរៃសវ័តរបស់វាទៅបេនសាំងរបស់វាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាំងក្នុងបេនសាំងរបស់វាអស់គឺវាត្រូវតែលុតតែមិនសិនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកាច់អនបើន័យថាបងប្អូនឲ្យសាំងពីរៃសវ័តរបស់វាទៅបេនសាំងរបស់វាអញ្ចឹងវាប្រឆេះរហូតតរតែសាំងនៅក្នុងរៃសវ័តរបស់វាអស់តោះឥឡូវត្រូវធ្វើមកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនកាច់នៅបានថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រឆេះបងប្អូនកាច់អាកន្លែងខាងក្រោមបងប្អូនកាច់កន្លែងអសខាងក្រោមនោះបងប្អូនកាច់មកខាងស្ដាំគេបងអស់វាដាក់អសឆុកឃើញ C H O K E ចាំបានថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រឆេះអានឹងគេហៅថាទាញ air វាបងប្អូនទៅមួលមកខាងស្ដាំបងអស់ចុះក្រោមបងអស់គឺអសឆុកហ្នឹងតែម្ដងតោះហើយនៅពេលដែលវាឆេះក្រងទីហើយបងប្អូនកាច់អាហ្នឹងមកកដាលវិញមកគឺអស running yeahយើងកាច់មកអសរ៉ាននេះយើងកាច់មកអសរ៉ាននេះដើម្បីឲ្យវាក្រងទីអញ្ចឹងបងប្អូនកាច់អននេះបានអាអននេះគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបើកភ្លើងបងប្អូនបើកភ្លើងឲ្យចេញពីអានេះគឺចេញមក AC 220 ហ្នឹងអានេះណាអានេះសំចៃប្រេងអានេះសំចៃប្រេងណាបាទកាច់នេះមានព្រេងសំចៃអូបាននេះថាបើសិនជាបងប្អូនកាច់អនឥឡូវយើងប្លូសិនព្រោះឆ្លងពេកអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនមិនចេះទី1បងប្អូនកាច់អាកន្លែងនេះកងតាក់ពណ៌ក្រហមនេះមកអសឈុកនេះហើយបានបងប្អូនទាញឲ្យវាឆេះហើយបងប្អូនកាច់មកកដាលវិញដើម្បីឲ្យក្រងទីស្មើហើយទី2នៅពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រាំមុខងារសំចៃប្រេងរបស់វាបងប្អូនកាច់កន្លែងកងតាក់ក្រហមនេះមកអនបើបងប្អូនកាច់អស់គឺបងប្អូនអត់ប្រាំមុខងារសំចៃប្រេងរបស់វាទេណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់ជួយឆេះម្ដងទៀតឥឡូវយើងធ្វើតេស្តជាមួយនឹងម៉ូទ័របុករបស់យើងបាក់ឡាប់ឆៃលទី2បាច់កាច់មកអសឆុកហ្នឹងឯងតាមនេះមកចាអញ្ចឹងតើតបងហ្នឹងបងវាមើលព្រេងអូអូខេយល់តើឥឡូវយើងបុកបន្តិចឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចអានេះយើងអាចប្រើម៉ាស៊ីនបុកបានយើងអាចប្រើអីផ្សេងផ្សេងបានងាយទៅបាច់បុកបន្តិចអូខេចាចា៎នេះងាយស្រួលបងប្អូនម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាទូជាសម្លេងរំខានរបស់វាគឺតិចទី1ទី2វាស៊ីសាំងតិចទី3ស្រាលហើយបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកាត់ម៉ាស៊ីនបុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូតកោគឺ 1M ហើយសម្រាប់អំពូលឯងអូនប្លុតតោះមកប្លុតប្រតិចចុះសម្រាប់អំពូលឯងបងប្អូនអាចប្រើបានដល់10ហើយម៉ាស៊ីនជាក់អាចប្រើម៉ាស៊ីនក៏បានម៉ាស៊ីនកន្លះក៏បានហើយសម្រាប់បងដ្រូនបងដ្រូនហ្នឹងដែលគាត់ប្រហែលជាងគេគឺថ្មដ្រូនគាត់ឆាប់អស់អញ្ចឹងគាត់ទិញអានេះទៅគឺងាយស្រួលក្នុងការសាកថ្មដ្រូនរបស់គាត់ព្រោះបងបងដែលលក់ដ្រូនហើយផ្នែកដ្រូនកសិកម្មហ្នឹងគាត់មកទិញម៉ាស៊ីននេះដើម្បីយកទៅសាកថ្មដ្រូនរបស់យើងពេលដែលយើងបាជីវានៅការ៉ាសេអញ្ចឹងមានថ្មណាសម្រាប់មានភ្លើងណាសម្រាប់សាកថ្មដ្រូនអញ្ចឹងគាត់មានទិញនេះដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការសាកនៅពេលដែលដ្រូនរបស់គាត់អស់ថ្មគាត់អាចសាកបានហើយព្រោះដ្រូនស៊ីធំមែនតើស៊ីអំពែធំមែនតើអានេះវាស្មើនឹងកម្លាំងអំពែ16អំពែណាសម្រាប់ output របស់វាស្មើនឹង16អំពែភ្លើងផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនជួយដាក់ចិត្តតិចមកអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់បានម៉ាស៊ីននេះគឺយើងឥឡូវនេះយើងមាននៅក្នុងស្តុកយើងមាន2 kVA តម្លៃ4.5អានេះគឺ3 kVA តម្លៃរបស់វាគឺ550ហើយប្រហែលជា2សប្តាហ៍ទៀតយើងនឹងមានរហូតដល់4 kVA តម្លៃ850ហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគឺវាមិនតម្លង់យើងដូចជាម៉ាស៊ីនដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីកន្លងមកទេគឺសម្លេងវាស្ងាត់ស៊ីសាំងតិចហើយស្រាលហើយទូចអានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាពីព្រោះកន្លងមកយើងតែងតែប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើឌីណាម៉ូគឺទម្ងន់ធ្ងន់ហើយសម្លេងលាន់ឮខ្លាំងហើយស៊ីសាំងហើយបានជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងគេបានអភិវឌ្ឍមកស៊េរី inverter បានន័យថាស៊េរីនេះគឺវាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងកាន់តែសន្សំចិត្តជាងមុនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការលើកដាក់និងទុកដាក់
hay dương à sầm lấy làm khan nó cứ tịnh bằng phật chẳng đấy cứ chiều video để dương thưa ca review thủ thuốc đam bay bom ổn chạy phà chẳng đấy chẳng đấy cứ sờ hay cứ sờ tay để dương sầm đẹp dương chạm phê hay phê mà viết cứ cả lịp nhé dương tính hay dương phở cosmic lấy sai dương phở cosmic lấy sai dương cùng phở lấy hai bùm sơn đấy cứ chiều mình sơn thay mày dương bao gần đấy mất khi mình chỉ lại o dương chọn mà dương chạm là lịp trôi tới hay anh ấy bớt sân chỉ ca na bom ổn chạy à cái lạnh công tạ có hôm là cái lạnh chạm sang đấy bom ổn chạy off chứ mình thấy nó pê để sang là không bên một phía cứ biến là lột này chắc bom ổn cạnh on đi má đạp bay ở sang thì nó không rơi sập vào bom viên đấy và trốn tới ở bên một phía chắc là cái lạnh on hay off ấy có chuyện lại cái nào sầm khán này và bom bom khác còn đã off chứ còn bao mờ stu lột bao mờ stu lột còn trẻ sang thà nó mà bị ấy chắc bom ổn thử cạnh on này là lớn này đạp bay ở sang dương vì rơi sập vào tới bên sang là hột chắc đấy hay thì pin nó pê để bom ổn để dân thay bom ổn cạnh cái lạnh nick còn tạm bảo không đấy bom ổn cạnh mà lại so ch ok đi hay bom ổn bị che tới đó về vì che hái cứ bom ổn cạnh viên mặc cả đá với nằm bay cả lòng tiền mà ở viên màu ran đỉnh mát hay sẽ bắt tông thằng lớn ấy cứ miền tây bom ổn chọn xong trái prey được ọt bớt dần giữa bom ổn cạnh mà on trong một nghìn xong trái prey mà viết đang nằm lại cả bom ổn cạnh mà off trong một nghìn xong trái prey mà viết ở nằm lại cả thì hay đấy cứ hỗn ac biển phải bàn thay dục lớn tập hợp gọi xem xem hay đấy dương miền hỗn xạ tù sập đấy xạ tù sập xem xem phao bể xem xem cái dương ai xạ bàn hay đấy cứ miền phố sẽ bắt chặt mọi cái ông này coi là khôi xạ khôi mày không? Ồ xạ khôi ổn đi với nhá. Đi pi dương xong xạ khôi rồi đi. Ok, chẳng đi cứ chụp video demo thủ thua pi được biết nó không cao phở hay lại nó thế không? Ờ cái lại hộp pi lại nó. Tỏ. Chẳng, chẳng đi pi để dương trong hộp pi, dương bao lại sẽ để dương bao nó má. Ờ dương mua à đi, dương mua à van bị chèn máu. Hay dùng hôn nó lại chẳng đá đó vì miền à lừa khổ đi mà tô đi lá này. Đâu rồi, chẳng đi pi bom ổn. Trong đô phê đi mua cho chẳng má hay bông bông chạm với chanh mòn chẳng hả yên tập viên tập viên tích mắt bị chạy như thế nào chắc ban tha cái lấy đô bình dân viết cứ chọn chạm còn lại nhớ do chanh còn lại chẳng này ở đây cái ao thì chỉ là cái ao thì chắc sự không tham video đấy với ban chạy đây chẳng lại đang cháo này bông bông chơi đang vì được biết nó không ca pra nữa đòi ở khu này video này cứ dùng mà bây giờ làm bắt hỏi vì được biết chạm brain là biết chạy là biết bao là biết còn ti là việc ở chia một nghìn xong chai prime một vị ấy cứ dương thua lực mạnh được không này chắc là không tham bom bom đại quan mua video này hãy quan check prao được luôn này bà ở quần tràn